Xin kính chào tất cả bà con. Thì hiện tại thì đây là anh Nhàn, thì từ đồn công an mới trở về. Thì đây, thưa quý vị, đây những hình ảnh của chúng tôi mới cập nhật được. Hiện tại thì những vết đánh, quý vị có thể thấy là rất là đau, những vết bầm, đây Chân máu máu sưng máu phù chảy rồi, và sưng, chân đã sưng. mắt cá không thấy mùa nữa rồi. Mắt cá thì rất là không 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 thể thấy mắt cá được nữa. Không Quý thấy vị có thể mùa thấy nữa. những vết tím. Chị ta cái vỏ nhà rồi. Đây, đây quý vị có thể thấy đây, rất là dã man. Đi Rất là đau lòng. không đi Còn là và trên tay của anh Nhàn đây nữa. Đánh sưng phù luôn, quý thưa quý vị và các bạn. Rất là dã man. Còn đây thì là anh Hiếu, là con của ông Lê Đình Lượng. Đây. Và xin anh Hiếu có thể thuật lại, anh đã bị đánh vào đồn công an, anh bị đánh như thế nào, thì xin anh hãy tường trình cho các cô các chú được biết ạ. Sau khi bị đem từ công an tỉnh Nghệ An tới tới công an thành phố, thì là sau khi vào đó thì là bị rất nhiều anh công an là đè ra vào ở chỗ hành lang á, vào đè ra dưới đất á, một hai ba người thì dậm lên chân, còn lại thì giữ tay giữ người rồi lấy rùi cui ấy đánh vào chân rồi đánh vào lòng bàn chân là chủ yếu á. Rồi sau khi vào trong cho vào trong một phòng á, để hỏi lời khai thì là vào đấy thì là bị đánh ở sườn, hai sườn là chủ yếu, hai sườn với tai với đầu là chủ yếu. Thì vào đó thì là công an thì là mình mà nói không đúng ý người ta á, mình nói theo theo cái sự thật của mình á, thì là mình nói câu nào thì bị đánh câu đó, nói càng nhiều thì bị đánh càng nhiều, nói chung là cứ nói đến lúc nào mà vừa ý của mấy ông công an là không bị đánh. Thì bắt mở cả mật khẩu điện thoại để xóa các cái video mà mình quay được trong cái lúc mà mình đến ở chỗ công an, thì là bắt xóa tất cả. Rồi. Đây là anh Nhàn. Đây là anh Nhàn bị thương rất là nặng, tai này, tai bị đánh rất là nặng. Chân đây là chân của anh Nhàn dùng cu sắt để đánh vào chân. Khi bị bắt thì mình đã bị đánh ngay ở đó, nhưng mà ở đó thì đánh thì cũng có đau, nhưng mà không, sau khi mà họ đưa mình về phường Trường Thi thì có mấy anh cơ động về đó và họ đánh, thì họ đánh là họ đánh vào đầu và chân, họ nó đánh cho chân hết đi hết chảy, còn đầu thì họ đập cho ù tai luôn, nên là họ kê cái tai này mình vào bàn, còn họ dùng một cái quyển, họ dùng một cái quyển sổ rất là dày, và cứ thế họ đâm vào tai mình,
và bây giờ là tay nó thành như thế này. Anh có thể cho biết là chân anh họ dùng cái gì để đánh không mà sao bị nặng như thế này? Thì họ dùng dùi cui để đánh. Tức là một người là dùng chân để tì lên bàn, còn một người nữa là cứ họ cứ dùng dùi cui họ đánh liên tục phải đến hàng trăm cái dùi cui vào hai cái bàn chân. Ngoài ra trên người anh có bị thương chỗ nào nữa? Bị nhiều nhưng mà không có vết, tại vì họ dùng cái dùi cui họ phải chọc cái này rất là đau, nhưng mà không có vết. Bây giờ là cử động như thế này là rất là đau, bị cả hai bên. Có đánh trên mặt của anh không? Cả mặt có, mặt đây thì họ cầm tóc sừng mình như thế này và họ vá đầu mình vào tường và họ đập xuống bàn. Hai tay và sưng. Đấy, mọi người xem đó là anh Nhàn bị công an tỉnh Nghệ An đánh khi cùng chúng tôi vào để xin giấy tờ để thăm nuôi ông Lê Đình Lượng. Nó rất dã man, từ chân, lê tai, mặt, mũi người rất là dã man. Đó, mọi người thấy không, cái mắt cá bị đánh dập này. Đây là mắt cá này, bị dập mắt cá này. Đó. Anh Nhàn bây giờ đang trong tình trạng rất là đau đớn, nhưng mà chúng tôi chưa dám đưa lên bệnh viện bởi vì đi giờ này chúng tôi không chắc nó sẽ an toàn. Chúng tôi xin dừng ở đây để có thể để cho anh nhà được nghỉ ngơi. Vâng, đây một nhân chứng khác ở trong đồn công an mới ra tôi, đây là chị Tô. Thì xin chị Tô có thể tường trình lại vụ việc ở trong đồn công an của chị bị công an đánh đập chị như thế nào được không ạ? Vâng, tôi là Trần Thị Tô. Đang lúc cùng với người nhà đến gặp để gặp ông Lê Đình Lượng, vì khi bị bắt mình không biết lý do bị gì, mà chúng tôi cũng muốn biết nguyên nhân là do bắt cóc hay là mổ lấy nội tạng hay là bất kỳ một nguyên nhân gì, cho nên là chúng tôi muốn đến nơi có trách nhiệm để làm rõ sự việc. Nhưng mà khi đến đó thì chúng tôi rất là ôn hòa, ngồi rất là bình tĩnh, mọi người yêu cầu là vào phòng làm việc, chúng tôi rất là ôn hòa, không ai gây rối, không ai gì hết. Đến lúc là chúng tôi đợi người tiếp dẫn, họ gọi, họ bảo chúng tôi chờ người tiếp dẫn thì chúng tôi cũng ngồi chờ người tiếp dẫn, nhưng mà đến khi là không thấy ai ra làm việc, cũng không ai tiếp. Sau một hồi thì theo tôi nghĩ thì họ nhận được lệnh và đuổi chúng tôi ra, tiến hành cưỡng chế đàn áp đuổi chúng tôi ra, và rất nhiều người trong cái đoàn chúng tôi bị đánh. Xong là khi nữa tôi mới hô lên là công an đánh người. Đến khi là có một thằng là nhảy lại tát vào mặt của tôi, xong con hắn dọa tôi là mi to mồm mà mi thích to mồm mà. Xong đến sau là ra ngoài cổng, họ đẩy số đẩy chúng tôi ra ngoài cổng, thì đến khi là tôi thấy nhiều người bị bắt, và thậm chí là tôi thấy mẹ Quý là vợ của ông Đường á là bị đánh, thì tôi mới hét lên là công an đánh người, người đang mang bầu, công an đánh người. Thì họ lại khoảng tầm 5-6 người lại xông tay tôi lên và bảo là bắt con này, và họ tổng tôi lên xe và đưa tôi đến trụ sở của công an thành phố. Khi đó khi đến thì họ bắt tôi cùng với anh Lê Đình Hiếu là con trai của Lê Đình Lượng. Nhưng đến khi đến phòng làm việc thì họ tách Hiếu và tôi ra hai phòng riêng khác nhau. Tôi nhớ là cái phòng làm việc là phòng điều tra tổng hợp 308, phòng 308. Và lúc đó vào thì có rất nhiều người mặc thường phục, và có cả công an mặc đồng phục nhưng không mang biển hiệu. Đến khi họ vào và họ trả hỏi tôi thì tôi bất hợp tác, tôi không trả lời bất kỳ một vấn đề gì cả. Sau đó là họ lục túi của tôi, khám xét túi của tôi, tư trang cá nhân riêng của tôi,
Và đến khi họ cho hai nữ công an mặc thường phục vào đóng phòng kín lại và bắt tôi phải cởi hết quần áo ra để kiểm tra. Khi đó tôi không làm việc, tôi yêu cầu họ là, tôi hỏi chị kia tên là Lê Thị Ngọc. Và tôi hỏi là chị tên gì? Chị bảo là chị tên Ngọc. Chị là ai? Chị lấy tư cách gì mà làm việc với tôi? Thì chị Ngọc thì mới nói là tôi là công an thành phố, tôi có quyền làm việc với chị. Thì tôi mới yêu cầu là nếu chị là công an thành phố, vậy thì đồng phục đâu, biển hiệu đâu? Tôi không làm việc với chị. Xong rồi chị Tám mới bảo là còn một chị cũng đi kèm nữa là chị Hoa. Chị Ngọc thì mới bảo là chị gửi được, chị yêu cầu đồng phục chứ, chị yêu cầu biển hiệu chứ, được, đứng đó cho tôi. Xong là đi một vòng rồi thấy đồng phục, quay lại. Thì khi là họ lục soát người của tôi thì tôi mới nói là lệnh khám xét đâu? Trước khi kiểm tra tài sản của tôi, trước khi kiểm tra lục soát con người của tôi phải đưa ra lệnh khám xét, còn không thì tôi sẽ không làm việc, tôi bất hợp tác. Còn việc cả công cường chạy là chỉ đó cả công cường chạy thôi, còn tôi là tôi bất hợp tác. Xong rồi hai người lại sống tay mà tụt xe viên của tôi, cởi áo ra, kể đánh hết tất cả trong áo ngực của tôi, cởi quần ra, kể cả quần xịp cùng cởi ra. Đến khi mở ra coi hết sau không phát hiện vấn đề chứ cả, thì họ khi mà họ kéo tôi lại để khám xét á, thì họ người chị Trần Thị Giang, chị Trần Thị Giang á, là chị đứng dậy, chị nói với tôi là đừng lên. Tôi mới nói là chị nói chuyện với ai đây? Chị Giang mới nói là tôi đang nói chuyện với chị mà, chị nói chuyện với tôi mà nói chuyện kiểu đấy à? Là tôi nói như vậy. Xong rồi chị mới bảo là tôi mời chị tử tế, tôi đâu có nghe từ mời đâu. Xong là chị xong đi, chị Giang khi đó mới bảo là mời chị ra đây. Thì khi kiểm tra thì đến khi là không tìm được bất kỳ một cái gì trong người của tôi cả, thì họ mời tôi lại ghế ngồi. Xong đến khi trong quá trình làm việc họ hỏi tôi thì tôi không trả lời. Và đến lúc là có mấy thằng côn, tôi không biết là côn đồ hay là công an cả, nhưng mà họ hết người này đến người kia là lại đấm, gọi là dùng vũ lực với tôi, đấm tạt tôi, đấm vào đầu của tôi rất là nhiều, và tạt vào mặt của tôi nữa, còn hắm dọa tôi rất đủ điều. Đến lúc là khi mà đấm tạt vào mặt của tôi á, thì vừa tạt vừa hỏi, nhưng mà tôi không trả lời bất kỳ một cái gì cả. Họ làm việc với tôi từ 2 giờ chiều đến 9 giờ tối, không khai thác được một thông tin gì từ tôi cả. Và mấy người còn gọi là thay phiên nhau, người này đến người kia, đủ cả kiểu vào để làm việc với tôi, nhưng mà tất cả đều không khai thác được một thông tin từ tôi. Đến lúc thì đến tầm buổi chiều, đến tầm khoảng 3 giờ chiều thì tôi lăn chuỗi thương xót, và tôi làm dấu độc kinh ngay tại đó. Họ hỏi thì tôi vẫn đang lăn chuỗi thương xót, tôi không nói bất kỳ một cái gì với họ cả, tôi bất hợp tác. Đến lúc thì họ bắt đầu buông lời sỉ nhục, lăng mà tôi, lăng mà đào công giáo của tôi, lăng mà thiên chủ của tôi, còn nói với tôi những lời vô liêm sỉ, mất dè giống như du côn ở ngoài chợ. Từ khi làm trong suốt quá trình làm việc không có được một lời nào tử tế, ngoài dùng lời côn đồ và kiểu lưu manh không. Xong rồi họ sỉ nhục đào của tôi, họ bảo là mi câu đi, mi câu đi, chùa chó chứ không phải chùa, mất chó của mi có xuống cứu mi không, chó của mi có giúp mi không, mi cứ cầu nguyện đi, mi niệm đi, biết niềm nữa chứ niềm nữa, rồi mới cùng cử ngồi đấy mà nữa thôi. Nhẹ là 3 tháng 3 năm, không thì mới biết chứ. Thủy Ngã, 9 năm tu, rồi Hoàng Bình, đọc kể tên một loạt tu nhân lương tâm xong rồi để hắn dọa tôi. Thậm chí là con nói là mi thích không, tao kêu đấy là chóa đứng dinh cảm đó, chóa đứng nhung nhẹ té mà tôi không thể một chút tình cảm nữa cả. Hoàn toàn dùng vũ lực đối với tôi. Xong đến khi là họ mới dọa tôi là mi có thích cho kéo bên mấy thằng bên ma túy sáng không,
chắc chích cho mình, chỉ cần tiêm cho mình một mũi thôi, xóa hết dấu vết. Mình làm được cực chứ chó, đẹo chứ. Mình quan hệ cực chứ với ông Lương. Con nói đấy, con chửi tôi là con đi con điểm, rồi là tôi quan hệ bất chính, đổi cho tôi là quan hệ bất chính với ông Lương. Rồi đến khi là đến 4 giờ, tôi vẫn đang lên chuỗi thương xót, tôi lên cho đến 5 giờ, họ không khai thác được một thông tin gì từ tôi cả. Sau thì tôi khát nước, cho nên là tôi bắt họ là bảo tôi khát, thì họ mới lấy nước cho tôi uống. Nhưng mà tôi mới bảo là tôi không biết là trong nước này có độc hay là không. Lỡ như các anh bỏ độc vào, các anh khử tôi thì ơi làm sao? Trong cơ quan công an ai là người làm chứng cho tôi đấy? Thế thì tôi bắt họ thử. Một người thử tôi chưa vừa lòng, tôi bắt hai người thử. Lúc đầu là họ không chịu thử, họ không cho tôi uống. Xong hết người này người khác đến làm việc, thì đến khi là tôi mới cười, họ mới cười nhào tôi là nói là bắt phải thử sơ bỏ độc. Xong để sau là họ lấy được và họ thử, hai người thử xong rồi đến tôi. Xong rồi trong suốt quá trình là tôi xin đi vệ sinh, rồi xin uống nước, rồi là đến giờ là tôi bảo là tôi đói, tôi mệt. Công an đánh tôi đau, tôi bây giờ tôi đau lắm, tôi không làm việc được. Mà tôi đói nữa, tôi mệt nữa, không có sức để làm việc. Thì họ mới hỏi là tôi ăn chi? Tôi mới bảo là tôi ăn bún, nhưng tôi không ăn bún khấu, mà tôi ăn bún bò. Xong đến sau là chị Trần Thị Giáng là bảo là cây sạc nhà hắn thích ăn thì ăn, không ăn thì thôi, tôi cực chứ phải đi mua tòa đây chứ có bún bò mà ăn nữa là mỹ. Nhưng mà sau 3 lần tôi đòi ăn thì đến sau là vẫn mua bún bò đến cho tôi. Nhưng mà mua bún bò đến thì tôi lại xin đi vệ sinh tiếp. Mà xong là họ vào bảo tôi ăn, tôi nói là các ông ra ngoài, có các ông tôi không ăn được. Xong rồi là họ có mấy người ra ngoài, nhưng riêng có một gọi là có một anh mà có một thằng, tôi gọi là thằng bởi vì là thằng đó mặc thường phục, không đeo bảng hiệu, không mặc đồng phục gì hết á. Xong là nhảy sống vào là đánh tôi tơi bời, toàn dùng trò côn đồ không. Xong là một người thì tẩm tóc tôi, lôi tôi bật ngửa ra thế này. Xong là một người tạt ở bên này, một người tạt ở bên này, xong rồi đấm cả đằng sau này. Xong bắt tôi ăn. Thì khi tôi bảo anh ra ngoài tôi mới ăn được. Xong là tôi làm mấy miếng, nhưng mà tôi không nuốt được. Xong thằng kia lại vô bóp mồm tôi, bắt tôi khai. Thì tôi vẫn không khai. Xong rồi hắn lại đánh tiếp. Nói chung là trong quá trình làm việc thì dùng đủ cả kiểu, người thì dầm hạ, đạp dây đi đâu đi lại với một cụ nền rất là đau, đi cả một cái dây của đàn ông như vậy mà đạp đến hai cái đuôi của tôi. Sau đó rồi là chớ kể gọi là hùi tay tôi, bẻ tay tôi lại sáu thế này. Khi tôi cũng khai là bọt mồm tôi, bẻ tay tôi cong lại sáu thế này, vằn trại thế này, xong rồi thùi lấy cái cùi tay thùi vào cái cánh vai của tôi rất là đau. Nhưng sau đó tôi vẫn không hợp tác. Thì đến khi là hắn mới kè mông của tôi ra, bí bượng này, bí ly này, lập bí là lập con gái ly hơn tru, chắc từng có cái loài đi địa mồm anh ly như bí cảm á, con điên à, bí nào bị chó ăn à, bí nào cất tù lành rồi à, bí bị cấm à, bí cấm bẩm sinh à, bí không nói được à, không biết cha mẹ bí là ai à. Lớp bí chỉ có đưa về nghi phụ, có trai tinh thần mới trì được mí. Nào cách tu lành rồi, rất nhiều lời sỉ nhục từ con từ chị Hỏa, rồi là Lê Thị Hỏa hay Lê Thị Hoa gì đó tôi cũng nhớ rõ là cái giọng như thế nào, nhưng mà rồi là Lê Thị Ngọc, Trần Thị Giáng, rồi là một thằng công an tên là Đức cùng chuyên gia đánh đập tôi nhưng chỉ mặc đồng phục và không mang biển hiệu. Rồi là Thái Phát Tù Nguyễn Minh Quang rồi là Thanh công an, rồi là
Còn nữa là có mấy người là chỉ mặc đồng phục không mang biển hiệu, chưa kể là mặc thường phục, là thẻ nhau là đấm đá tôi, tạt vào mặt tôi và đấm cả trên đầu tôi. Hiện tại tôi vẫn đang bị u đầu, mấy u trên này. Đến làm việc từ 2 giờ đến 9 giờ không khai thác được một thông tin gì từ của tôi cả. Xong rồi họ viết vào biên bản là tì tố bất hợp tác, không khai báo, không làm việc với, không hợp tác để làm việc với cơ quan công an, cơ quan điều tra. Xong rồi họ bắt tôi ký vào. Tôi bảo là tôi có làm việc đâu mà tôi phải ký. Xong rồi đến khi là họ bẻ tay tôi, họ tạt tôi. Mày thích cương này, mày thích cũng kỹ này, bịt mẹ mày tao, tao vừa ghi ở đây là mày không làm việc chứ, mày bất hợp tác chứ, mày chỉ cần kỹ cái nữa là được. Bịt mẹ mày không khiến nói nhiều. Nói chung là công an nhưng không hề dùng một lời lẽ nào lịch sự với tôi cả, mà toàn dở dòng côn đồ với là chửi bới, đau hết mả, đau hết, gọi là sỉ nhục về đạo công giáo của tôi, sỉ nhục tôi, sỉ nhục gia đình của tôi. Rất nhiều trò hèn hạ mà những cán bộ chức trách của công sản sử dụng đối với tôi là một người con gái. Hiện tại là tôi đang rất là đau. Và tôi được thả về khỏi trụ sở công an lúc 10 giờ mấy phút thì tôi cũng nhớ rõ. Nhưng mà đến lúc đó thì không khai thác được gì và tất cả anh em thì đều rã cả rồi, cho nên là họ mới bảo tôi chỉ đau khi cái lời khai là không hợp tác với không ấy thì tôi kỹ và sau đó họ thả tôi ra về. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian để bắt tôi kỹ thì họ cũng rất là côn đồ và cũng dùng rất là nhiều cái lời lẽ đốn mặt để chửi bới, để hành hà lắng nhục tôi, chưa kể là đậm đà. Sau đó thì 10 giờ thì tất cả anh em chúng tôi là được là ra khỏi trụ sở công an thành phố. Xin cảm ơn chị Tố đã trình bày về vụ việc của chị ở trong đồn công an vào buổi chiều ngày hôm nay. Thì chúng tôi cũng xin để cho chị Tố, bây giờ chị Tố quá mệt rồi thì chúng tôi cũng xin để cho chị Tố và tất cả anh em ở đấy được nghỉ ngơi. Và chúng tôi xin dừng cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và có thông tin gì chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật cho các quý vị.